Vừa rồi mình cũng nghe cậu đó nói, mình cảm thấy như bác Phúc biết nói chơi thiệt. Vấn đề mà Việt Nam mà người ta quay về ở thì đó là cái chuyện, theo tôi nghĩ là chuyện hiển nhiên. Một khi một đất nước có một cái sự phát triển nhất định nào đó, một sự cởi mở nào đó, chẳng hạn như du lịch hay là kinh tế phát triển một tí, thì có đủ điều kiện để dân du lịch đến, hay là người ta về ở luôn thăm nhà. Mà đa số trong cái giới bây giờ đó thì khi mà mình thoải mái một phần đó, một khi mà người ta mà đi làm và có số tiền, thì người ta chọn Việt Nam là một cái nơi để về đi du lịch, đi chơi thì nhiều hơn. Một số người sinh sống chẳng qua là người ta một số ít thôi thì có công ăn việc làm bên đó, có một cái cơ hội làm kinh tế. Bởi vì mình phải công nhận là Việt Nam thì cũng mở cửa đủ, như em nói, có một sự thay đổi nhất định nào đó, tạo điều kiện cho sự làm ăn thì người ta về làm ăn. Một số người già thì người ta muốn quay về về hương, hồi hương để sinh sống tuổi già. Cho nên đánh đồng cái vấn đề mà cục điện viết về thì làm cho người ta có suy nghĩ là dân Việt Nam ồ ạt đổ về Việt Nam sinh sống thì là một câu hơi nó chơi quá trớn. Nếu mà nói về sự thay đổi thì mình công nhận có sự thay đổi đó, nhưng mà nó không đủ, có một cái sự thay đổi nhất định, sự thay đổi mà tốt để kêu gọi một số dân về Việt Nam mà sinh sống và làm việc giống như là Do Thái đã từng làm cho đất nước của họ. Bởi Việt Nam chưa đủ cái điều kiện đó. Theo mình nghĩ thì cho đến khi nào mà những cái vấn đề mà thoải mái hơn, về vấn đề ngôn luận hay là làm ăn cạnh tranh công bằng hơn, bớt mấy vấn đề tham nhũng, thì mới có lẽ là số lượng mà chất xám, những đầu óc mà có học, có trí thức về Việt Nam giúp đỡ, thì lúc đó cái câu nói đó nó đúng hơn, nó đúng toàn diện hơn và nó tốt cho người Việt Nam hơn. Chứ hiện tại bây giờ tình trạng như vậy thì chỉ có một số người là đi du lịch mà thôi. Và cái số mà về Việt Nam làm ăn thì quá nhỏ, bởi vì cái rủi ro còn quá to. Cái rủi ro về vấn đề chính trị nó quá cao, thí dụ như giàu quá hay là làm ăn gì đó, cạnh tranh không lành mạnh thì nó bị trù dập, hay là không thể được làm ăn một cách chân chính đàng hoàng, mà phải liên kết với một số phe đảng hay là một số người biết trong chính quyền. Bởi vậy cái câu nói đó thì nó nghe nó bị dân tí xíu. Cục điện mà biết đi về mà về Việt Nam thì thôi, những nước khác có bộ cục điện đi xuống hơn, chứ Việt Nam mình chưa đủ điều kiện đó đâu. Nhưng tôi cũng lấy một cái câu nói chơi như vậy để làm một cái xúc tác, như là một cái challenge cho chính phủ Việt Nam có thể thay đổi nhiều hơn để biến cái sự đó thành hiện thực. Thì cũng hy vọng chuyện đó, mình không chê bai là Việt Nam bây giờ là tệ lắm hay là gì, mình phải công nhận là có sự thay đổi, nhưng mà mình nghĩ là thôi lấy cái đề tài này để cho Việt Nam thay đổi mạnh hơn, để họ chứng minh, thay đổi nhiều hơn để họ chứng minh được là cục điện bây giờ cũng muốn về Việt Nam. Điều đó chắc tôi nghĩ chắc có lẽ là rất là nhiều người Việt Nam, dù cho chống cộng hay không thì cũng vậy, người ta tất cả mọi người đều muốn về Việt Nam để sinh sống và hưởng già hay là làm việc gì đó. Bản thân tôi nếu mà ở Việt Nam mà được có một điều kiện đó thì cũng sẽ đi về ở thôi. Tại vì nói chung là nếu mà nhìn theo cái vấn đề mà hiện tại bây giờ ở Mỹ có đó, thì Việt Nam có thể có một cái, có thể làm một cái lựa chọn tốt nếu họ thay đổi nhiều hơn. Sẵn đây mình có thể nói luôn, liên quan tới cái việc này thì có lẽ ông Phúc cũng nói, tại vì có một số người nghĩ rằng là về Việt Nam, đúng sự thật là có một số nhỏ cũng về Việt Nam để tránh dịch bệnh. Mình nghĩ không phải là tại vì kinh tế Việt Nam nó tốt hơn hay gì, nhưng mà tại cái rủi ro mất việc ở đây, tốn tiền ở, cho nên là Việt Nam thì coi coi bộ nó đỡ hơn. Lỡ bị nhốt ở nhà thì thôi đi, nhốt ở Việt Nam, ở Việt Nam giống như là đi, trong thời gian này mình không có việc làm gì ở đây thì mình về Việt Nam nó có lẽ nó an toàn hơn một tí, nó bớt một tí rủi ro. Cho nên đừng, mình nghĩ là khi mà nói, nếu mà nói về khía cạnh đó là Việt Nam hay hơn, tốt hơn trong vấn đề chống dịch, cho nên là tất cả mọi người đều về Việt Nam hết, thì nó hơi quá đà một tí. Quay lại vấn đề thì tôi nghĩ đây là có một cái
implication, một cái liên hệ đến liên đới đến vấn đề chính trị và kinh tế nhiều hơn là bệnh dịch. Thì quay lại vấn đề đó, thì khi nào mà Việt Nam mở cửa, và tôi hy vọng Việt Nam sẽ mở cửa thoải mái hơn tí nữa, vấn đề tự do ngôn luận, làm ăn cạnh tranh công bằng hơn, không bị liên đới đến vấn đề bè phái hay là nhóm lợi ích, thì điều đó sẽ thành hiện thực. Và tôi có một lời nhắn nhủ tới Thủ tướng Phúc là tôi challenge chính phủ Việt Nam làm được điều đó, thì tất cả mỗi người Việt Nam sẽ ủng hộ chính phủ Việt Nam nhiều hơn. Tùy theo cái thời điểm trước năm 1975 rồi sau năm 1975 thì làn sóng của người Việt Nam xin qua tị nạn tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới thì là đời sống ở tại Việt Nam lúc thời bây giờ rất là khó khăn. Vì như thế tất cả mọi người cố gắng để đi tìm một chỗ nào đó mà mình có thể có một đời sống sinh sống được thoải mái. Vì vậy nên tất cả mọi người đều mong muốn được rời khỏi đất nước quê hương. Nhưng ngày hôm nay, đặc biệt là thời điểm này năm 1900 năm 2020 thì là tình trạng của COVID tại Việt Nam thì đương nhiên là quý vị đã biết rồi, toàn thể thế giới đều công nhận rằng Việt Nam không có COVID, không có tử thương. Vì vậy nên đó là một nơi an toàn. Nhất là những thành phố như là những thành phố mà quý vị thấy được ở trên hệ thống truyền hình cũng như là qua YouTube thì thấy là rất là bất ổn, bất an ninh, không có được gọi là an toàn, mà không những là về bệnh dịch không mà lại là bị hôi của, bị gọi là đe dọa, bị đời sống hàng ngày không có được thoải mái, lúc nào cũng lo sợ sệt hết. Thì đương nhiên là mình phải đi tìm một cái nơi nào đó cho nó an toàn cho cái cuộc sống của mình. Và Việt Nam đương nhiên mình là người Việt Nam thì là mình sẽ chọn và tìm đến quê hương của mình. Đó là lý do tại sao mà cái câu nói ví von của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đem một cái ví dụ của năm xưa là cái cột điện ở tại Việt Nam. Nếu mà là cục điện thì cũng biết đi thì cũng sẽ rời khỏi Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác lại. Ngày hôm nay đất nước đã được xây dựng, đất nước đã có một cái đời sống gọi là tương đối thoải mái và đương nhiên là nó an toàn. Vì như thế đó là lý do tại sao mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói lên câu nói đó. Vì vậy tôi đồng ý quan điểm rằng nếu mà một đất nước mà hoàn toàn là được phát triển, trên đà phát triển, những con số quý vị thấy là rất là cao, đời sống hiện thời bây giờ được thoải mái ở tại Việt Nam thì không có một lý do gì mà chúng ta không trở về quê hương của chúng ta. Hiện tại bây giờ thì có lẽ rằng nó đỡ bớt đi, không có bị đe dọa như là mấy tuần trước, đời sống nó không có bị xáo trộn vì những cái vụ biểu tình hỗn loạn hôi của và tánh mạng có thể bị đe dọa. Quý vị thấy là có biết bao nhiêu cảnh sát đã bị bắn và bị tử thương. Đó là một cái điều mà đã gây ra hoang mang trong cộng đồng của người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ. Vì như vậy tôi thấy rằng điều đó là điều bất ổn, rất là mất an ninh ở tại Hoa Kỳ hiện thời bây giờ. Đó là lý do mà tại sao rất là nhiều người đã đăng ký để đi Việt Nam. Trong số đó cũng có chúng tôi đáng lẽ là tháng 4 vừa qua đi đi về Việt Nam nhưng mà vì lý do rằng COVID không có hãng hàng không nào bay đến Việt Nam cả, vì vậy nên chúng tôi chờ đợi và hiện thời bây giờ thì có lẽ rằng phải là chờ cho tất cả những người mà ưu tiên họ được quyền đi trước chúng tôi, thì khi nào mà cơn dịch COVID này nó trải qua và điều kiện thuận tiện thì chúng tôi sẽ trở về Việt Nam. Đó là điều ước mong. Đất nước của mình ngày hôm nay đã phát triển thì không có một lý do nào mà chúng ta không quay trở về để mà sống ở trên đất nước quê hương Việt Nam chúng ta. Nhưng mà có một điều rằng á, rất là nhiều quý vị nói rằng á, là nó không đúng, đây là một sự xuyên tạc. Tôi nghĩ rằng đó không có đúng. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay thật là phát triển, rất là bình yên,
không có những cái sự xáo trộn giống như chúng ta thấy ở tại đất nước Hoa Kỳ hiện tại. Đương nhiên có những chuyện gọi là về vấn đề chính trị, ngày hôm nay thì ở tại thành phố Houston đang gọi là rất là nóng vì có cái việc là đám tang của ông George Floyd đã trở về tại thành phố Houston. Vì như vậy nên cái chuyện kinh rất là khó khăn, rất là sôi nổi ở trong thành phố, rất là nhiều người bàn tán. Vì vậy nên đời sống rất là căng thẳng, cộng đồng Việt Nam rất là e sợ, nhất là trên con đường gọi là Bel Air. Trong cả tuần lễ qua, chính quyền ở tại đây cũng có nói đến là chúng ta nên tìm mọi sự an toàn, chúng ta nên lưu tâm có thể có những sự cướp bóc xảy ra ở trên con đường Bel Air ở trong khu phố Việt Nam. Vì vậy nên tuần qua, thứ bảy tuần qua thì là các cơ sở thương mại, nhà hàng đã đóng cửa vì sợ rằng là có thể có bị ảnh hưởng đến những cái sự xô xát, có thể bị ném đá, có thể bị cướp bóc, có thể bị hôi của. Vì vậy nên đã có những sự xáo trộn trong đời sống hàng ngày của chúng ta tại Hoa Kỳ. Vì như vậy tôi nghĩ rằng làm cho chúng ta một đời sống mà có quá nhiều căng thẳng thì có lẽ rằng chúng ta, nhất là ở tuổi già như chúng tôi, là những người mà cao niên mà chọn rằng là về Việt Nam để mà thay đổi, tôi nghĩ rằng đó là điều rất là thích hợp mà tôi rất là đồng ý và hoan nghênh. Ngày hôm nay không phải đất nước của chúng ta như là ở thập niên 70, 80, ngay cả 90. Vì vậy đây là năm 2020 mà chúng ta thấy rất là rõ sự phát triển càng ngày càng lớn mạnh của đất nước Việt Nam. Thì không lý do nào mà chúng ta không trở về, nhất là những người, những vị cao niên rất là mong muốn được trở về đất nước Việt Nam, được sinh sống ở tại Việt Nam. Ngoại trừ có một số ít các em đi vấn đề học vấn qua đây du học để mà đem cái văn minh kỹ thuật về Việt Nam thì tôi không nói, nhưng đời sống của chúng ta ở tại Việt Nam có lẽ rằng nó đã được gọi là ổn định nhiều hơn là ở tuyển thập niên trước. Vì vậy nên câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất là chính xác, mặc dầu nó hơi ví von mà nhiều người có tranh cãi là tại sao mà mình lại nói như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng câu nói đó rất là chính xác. Quan điểm mình bỏ đi về vấn đề chính trị, nếu mà mình nói đây trong cái đời sống hàng ngày, đó là cái ý tưởng của Thủ tướng. Thủ tướng muốn nói rằng cái ý tưởng đây là cái đời sống. Đời sống, nếu quý vị cảm thấy rằng Việt Nam là một nơi hiện thời bây giờ rất là an toàn, đời sống thoải mái, thì hãy quay trở về, hãy về đất nước Việt Nam mà tìm thấy cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc. Đó là tôi hoàn toàn đồng ý. Rất là nhiều người phản bác cái điều đó, tôi không đồng ý. Mình phải nghĩ theo một cái nhìn tiêu, đừng có tiền tiêu cực mà hãy tìm cái vấn đề tích cực. Cái đời sống của chúng ta, chúng ta ở trong một cái đời sống mà sệt sệt như là hiện tại bây giờ ở rất là nhiều thành phố, mà vấn đề ngay cả tại California, rất là nhiều gia đình của chúng ta được biết rằng trong cộng đồng người Việt là có vấn đề rất là nhiều người trong gia đình làm nghề neo, mà thống đốc của tiểu bang chưa cho phép. Đến giờ này đã là gần 3 tháng qua đi rồi, từ hồi tháng 3 tới giờ này mà tiệm đóng cửa, không có nguồn tài lợi, mà chính phủ thì không có giúp đỡ bao nhiêu hết, thì lấy đâu ra để trang trải những cái chi phí trong đời sống hàng ngày. Và đương nhiên đó là một sự bất ổn. Vì vậy rất là nhiều người đã cố gắng tìm đến cái sự giúp đỡ từ trong nước, từ gia đình của chúng, của những người đó trong nước. Vì vậy nên phải nói rằng câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tôi đồng ý. Câu nói đó, đó tuy là ví von nói về cái tình trạng của năm xưa, nhưng nó đối với ngày hôm nay nó cũng còn hợp thời. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng chúng ta nên nghĩ lại. Vì vậy mình nhìn thấy, mình tìm thấy cái hạnh phúc, cái hạnh phúc đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu đó là một nơi an toàn, một nơi hoàn toàn tốt đẹp, thì chúng ta nên quay trở về đất nước Việt Nam.
lại thêm một lần nữa ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại tạo tạo thêm một cái chuyện cười cho thiên hạ, anh hiểu không? Trong quá khứ là ông đã có nhiều cái clip là mắc cười rồi, trong cương vị của ông ta một vị thủ tướng, mà cái mà Frank có thể nhớ là một cái clip gì đó mà ông ta đọc diễn văn mà không hiểu hết cái bài diễn văn của người khác chuẩn bị cho mình, mà để cho người ta phải nói là thủ tướng là vờ cờ lờ mờ. À, một cái thứ hai nữa là một cái dịp gì đó ông ta thăm kiều bào ở Đức mà có vẻ là sung sướng một cái hình tượng ông tổng thống Donald Trump cầm cái cờ đỏ sao vàng giơ lên, và ông có vẻ hỉ hả cái chuyện đó sẽ làm cho các bác chống cộng ở hải ngoại bật ngửa. Mình là cương vị thủ tướng, mình đâu có làm những cái trò nó nhỏ nhen như vậy, anh biết không? Và bây giờ đây lại là một sự kiện ổng có thể là bốc đồng phát biểu, thì nghe nói là trên Vietnamnet, nhưng mà hồi tối hôm qua ngày 8 tháng 6 thì Frank search lại là như họ đã xóa cái đó là mất tiêu rồi, bởi vì sau khi đưa lên rồi mấy cái kênh truyền thông như AFP rồi này kia họ đưa lại, và coi như là người ta dân người ta không mà người ta cười quá trời, anh hiểu một cái gọi là phát biểu bốc đồng. Thì cái chuyện mà cả ngàn người Việt Nam ở Mỹ mà về thì Frank nghĩ chủ yếu là những người đi du lịch bất ngờ bị kẹt lại. Thì người Việt Nam ở Mỹ mà tiền ở đâu mà sống, trả tiền tiền nhà, tiền cửa, tiền thức ăn đó, thì dĩ nhiên người ta phải trông về nhà của họ ở bên Việt Nam. Và cái thứ hai là các em du học sinh bây giờ trường học cũng đóng cửa, hay là học online, ký túc xá đâu còn ở, các em phải ra ngoài. Thì muốn nhà rồi thì muốn nhà cũng rất là đắt đỏ, 1-2-3 ngàn đô la một tháng thôi, chi bằng này về Việt Nam nhà mình ở thì nó đỡ tốn kém hơn. Thì đó là chẳng qua là cái vấn đề về tài chánh thôi, thì bắt buộc là phải về. Còn về nói về cái sự kiện mà kêu là do coronavirus hay là hiện tại gần đây là có những cuộc biểu tình bạo loạn, thì cái đó thực sự ngay cả bà con của Frank ở bên Việt Nam họ cũng lo lắng hỏi thăm, bởi vì họ chỉ nhìn trên báo chí, trên TV, fake news thì tùm lum, mà hơn nữa khi người ta đưa news là đưa những cái tin cho nó giật gân sôi nổi, dĩ nhiên là phải sấy vào những cái thành phố, những cái nơi mà có biểu tình hôi của rồi đập phá cướp bóc. Nhưng mà biểu tình là một cái rất là đẹp, một cái quyền công dân tự do ở Mỹ, ai cũng ủng hộ cái chuyện đó, ngay cả vùng Lido đô Sài Gòn của mình, Westminster. Thì trong tuần vừa qua là cũng có hai, đúng ra là ba cuộc biểu tình nhé. Hai cuộc biểu tình là về về cái vấn đề nhân quyền cho cái anh người Mỹ George Floyd đó, và một cái biểu tình mới ngày hôm qua đây là về các cơ sở làm móng tay, họ muốn yêu cầu ông thống đốc cho mở cửa trở lại, biểu tình ôn hòa. Đó là một cái nền dân chủ, và không có cái gì là cướp bóc, không có cái gì là đập phá hết trơn. Còn những cái vùng khác đôi lúc là dân ở những cái vùng đó, vùng người da màu nhiều hay là nhiều cái lý do gì đó, nhưng mà những cái chuyện mà đập phá cướp bóc là xảy ra ở những cái khu phố thôi, chứ còn khu dân cư bình thường là vẫn bình yên vô sự. Bản thân Frank ở đây là vẫn đi dạo công viên, dạo biển chơi vui vẻ. Còn coronavirus thì sao bây giờ nghe biểu tình quá trời rồi, đâu có nói chuyện coronavirus nữa rồi. Đôi lúc báo chí thổi phồng và đôi lúc cũng có cái vấn đề chính trị nó xen vào trong đó, rắc rối lắm, mình không có theo dõi hết được. Fake news tùm lum tùm la đó. Ngay cả những cái kênh chính thống cũng vậy, cho nên mình cứ từ từ mình đọc, mình suy nghĩ, mình mỉm cười đó. Ngay cả cái việc mà biểu tình cho cái anh da đen bị giết này cũng là tạo hai cái xu hướng nó khác nhau rồi, người ủng hộ, người chống đối đó, ai cũng có cái lý lẽ của họ hết. Mình từ từ mình theo dõi, nhưng mà không có cái chuyện kêu là nước Mỹ bất ổn quá mà phải cục đèn phải bỏ chạy về Việt Nam đó. Đó là một cái hồi xưa sau năm 75 thì cái chuyện đó là đúng thiệt, khổ sở quá, cho nên là bà mà đâu cần năm 75 đâu, ngay cả đến bây giờ nếu Việt Nam và Mỹ cứ thả cửa tự do đi thì mình sẽ thấy được cái lượng người chạy qua Mỹ như thế nào, đúng không? Không cần phải trở thành những thùng nhân đi qua bên Anh rồi để chết lạnh. Cho nên là cái câu trả lời ổng là chắc là bốc đồng vui sảng phát biểu tạo trò cười cho thiên hạ thôi. Chứ Frank thấy là mà hình như là Vietnamnet cũng thấy cái sự kiện đó, hay là chính bản thân ông ta cũng đã thấy cái sự kiện đó, cho nên đã nói Vietnamnet rút đâu cái bài đó xuống mất tiêu rồi chứ không còn nữa.
vậy thôi anh, chứ không có gì phải lăn tăn phải không? Cũng có những cái cơ quan truyền thông mà đưa survey để thấy cái câu hỏi của ông Nguyễn Xuân Phúc nó có đúng hay không. Cơ quan truyền thông đó, cái survey đó mình coi ở những người mà view của họ là ai, từ đâu, phải không? Cho nên đó là, cho nên cái survey nó cũng chẳng có chính xác, phải không? Cho nên là kêu là 90-95% lời nói của ông thủ tướng là đúng, đó là chỉ tạo ra cười. Thì sẵn đây cũng xin chia sẻ với mọi người, thì nói chung một cái mà Phan chỉ mong muốn tất cả những quý bà con ở trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới, mình chứng tỏ mình có cái văn hóa của mình chấp nhận cái sự khác biệt ý kiến của người khác, đừng xúm vô chửi bới, dùng từ mất văn hóa nó mất hay quá không. Cho nên á, bởi vì địa lý, không gian, thời gian nó khác nhau, mỗi người ngồi mỗi cái vị trí, nhìn vào cái sự việc nó khác nhau. Quý vị cứ để thử một cái hộp hay một cái ly gì trên cái bàn của mình, rồi mình hỏi bạn mình ngồi đối diện, họ nhìn vô cái ly đó, họ có thấy những cái gì in cái ly đó giống như mình nhìn hay không. Mỗi cái góc cạnh nhìn vô nó khác nhau, thì mình hãy tôn trọng cái ý kiến khác biệt của người khác, đừng có nhảy vô chửi bới. Quan trọng là tệ hại hơn là dùng những cái từ nó hạ cấp quá, chửi bới thì là nó mất hay, làm cho cái kênh của cái chương trình mà các bạn đang coi, các bạn tự sướng comment rồi đó, nó không có hay đi. Thì Văn chỉ có hy vọng rằng mọi người, đặc biệt tất cả là những người trong Việt Nam, comment nhẹ nhàng vui vẻ lắm, chấp nhận ý kiến khác biệt của người khác. Còn Frank cũng đã, không biết có những quý vị nào chưa biết thì Frank chỉ nói sơ là Frank đi học xong từ lớp 1 đến lớp 12 bên Việt Nam, xong lớp 12 xong rồi mới đi vượt biên 2-3 năm ở trại tị nạn, rồi mới đến Mỹ, rồi mới học ở Mỹ, mới ra trường, và đã về lại Việt Nam từ 15 năm trước, 2005, đi từ Bắc Chí Nam. Không? Cho nên là cũng biết, cũng quan sát hết, và mới đây, mới Tết vừa rồi cũng đã có về, chứ không phải là mình không biết Việt Nam, không? Cho nên là cũng biết hết. Nhưng mà được cái may mắn là Frank ở bên ngoài, cho nên có một cái nhìn nó thoáng hơn, mình không có bị một cái bức tường lửa nào hết. Những cái thông tin này cứ đưa thì mình cứ tìm hiểu, mình tự đọc, thì hy vọng các bạn cũng vậy. Không? Nếu như mà có bị những cái link nào mà mình bấm vô mà bị kẹt mất tiêu, có nghĩa là mình đã bị chính phủ chặn lại không coi được, thì tìm cách vượt qua bức tường lửa đó, hãy đọc những cái thông tin đó một cách khách quan, rồi từ từ nhận định, từ từ để tìm hiểu đó. Đọc nhiều rồi mới rút ra kết luận, đừng có vội mới nghe cái 1-2-3 ý kiến này sống vô chửi quá, nó mất vui quá, nó làm cái chương trình Phố Phố Sa TV không có vui hơn. Vậy thôi, đó là ý kiến Frank về cái câu nói của ông Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc, mà ngay cả con ổng không biết bây giờ, chắc chắc cái cậu đó là đã về Việt Nam rồi, mà thấy có cái ID là ở đây, ổng cũng mua 1-2 căn nhà nhỉ Cali rồi đúng không, cái cậu gì đó Nguyễn Xuân Hiếu hay gì, 21 tuổi, năm 12, chắc bây giờ là anh cũng là 29-30 tuổi rồi, ngay cả gia đình ổng cũng có người ở Mỹ này nhá. Cho nên đó là ngoài miệng thì nói vậy thôi, cái con cháu mấy ông chấp bưu là chắc có lẽ là đã ổn định ở ở Mỹ này rất là nhiều. Thì quý vị cứ tìm từ từ mà tìm hiểu Việt Nam có thay đổi hay không sau 45 năm, dĩ nhiên là phải có thay đổi. 45 năm không thay đổi là coi như là quá chậm tiến rồi còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải nhìn những nước chung quanh, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, rồi mình mới so sánh được cái sự phát triển của họ so sánh với cái sự phát triển của mình hay không. Làm sao mà để cho đồng bào mình không phải trở thành những thùng nhân, phải đi trốn ra nước ngoài, phải đi gọi là cái gì, lao động công nhân gì đó ở những nước khác, phải không? Thì đó là Frank suy nghĩ, còn không có cái chuyện mà cọc đen mà nếu thực sự cũng có một số người Việt cũng có trở về lại Việt Nam, có chứ, giống như là anh Đức Đào Hoa, đâu sao đó. Những người nào họ có công ăn việc làm, họ có mở cơ sở thương mại của họ thì, nhưng đó chẳng qua là một số nhỏ, mà nếu mà mình so về cái phần trăm bao nhiêu người về, tổng số người ở hải ngoại, thì đó chẳng qua là đếm trên đầu ngón tay một cái số phần trăm nhỏ mà thôi. Cho nên là không có cái chuyện mà cột đèn phải chạy về Việt Nam á, mà nếu như mở cửa bảo đảm Việt Nam phải chạy hết qua Mỹ. Ồ, chưa hết thì nó hơi quá đáng lắm, chứ mà chắc có lẽ là 90%.
đó là cái chuyện bình thường. Bởi vì sao? Không cần gì phải nói chính trị, tự do dân quyền chứ nhiều để mà tranh cãi mà. Chỉ nói về cái môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, thức ăn không có sợ có chất độc. Đó là hai cái điểm chính mà tôi nghĩ rằng Việt Nam khó mà đạt được hai cái điểm đó. Không, mình ra chợ mình mua thức ăn, mình biết thức ăn nhiều khi thấy rau tốt quá đôi lúc là hóa chất trong đó nó mới tốt, thịt cũng vậy luôn, cho nên đó là không hiểu. Và thứ hai nữa, bây giờ một cái Phan để ý cũng có như đọc trên báo chí là thành phố Sài Gòn hay Hà Nội bây giờ rất là phát triển, xây những tòa cao ốc cao nguy nga. Nhưng mà Phan có đọc một cái bài so sánh mà họ chụp hai cái hình giữa thành phố Sài Gòn và thành phố Singapore, là nó khác nhau là một thành phố nó có cây xanh là ở Singapore, trong khi Sài Gòn của mình là gần như bây giờ còn chỉ có là những cái tòa nhà bê tông cốt sắt xây dựng mà thiếu cây xanh, là coi như là trong tương lai là cái môi trường nó không có tốt rồi, cái vấn đề về sinh thái này kia. Cho nên hy vọng là những cái vị mà nắm trong chính quyền, những cái vị mà lo về quy hoạch đô thị đều phải nghĩ về cái vấn đề đó, đó. Cũng như trên Đà Lạt cũng vậy luôn, hồi xưa thì cây xanh bóng mát rồi bây giờ từ 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 thì cái đô thị hóa và làm sao bây giờ cái xây cất nhiều quá nhưng mà lại chặt cây. Rồi gần đây lại có thêm cái chuyện mà những cây phượng vĩ ở trường học xúm nhau chặt hết nữa, là những cái đó cái chính sách đó phải cần phải nhìn lại. À, thì vừa rồi tôi thấy cái bài phát tôi có đọc bài phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về kinh tế xã hội Việt Nam sau 45 năm thay đổi từ một nước gọi là thiếu ăn rồi phát triển kinh tế vượt rất tốt cho đất nước, cho con người Việt Nam, đời sống cải thiện mọi chuyện. Nhưng mà để khi mà trong đó thì có câu trả lời vấn đề đại dịch Covid-19, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói câu là có nói một câu là nếu mà tình hình vừa đại dịch vừa rồi thì theo tôi ý tôi hiểu thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói về vấn đề đại dịch, thì nếu ngày như trước năm sau năm 75 thì nếu cục đèn biết đi thì người ta đi qua Mỹ hết. Bây giờ thì nếu tình hình Mỹ, tình nước các nước phương Tây thì nếu mà cục đèn biết đi thì người ta sẽ về lại Việt Nam. Thì đại khái có nói như vậy. Thì tôi nghĩ ông trả lời vấn đề đại dịch thôi chứ không nói vấn đề là toàn cảnh xã hội Việt, so sánh xã hội Mỹ các phương Tây với lại Việt Nam. Thì đối với tôi thì có thể là một cái đó một cái lên the out thôi, một cái điều mình nó gọi là nói hớ, hoặc là một cái điều nói ổng nhiều khi chưa suy nghĩ lắm, chưa suy nghĩ gọi là lên out, chưa suy nghĩ lắm để mà nói thôi. Thật sự nếu mà thật sự ông Nguyễn Phúc nói vậy thì nó hoàn toàn câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn, hai cái mốc thời gian cũng khác nhau, sau năm 75 bây giờ là thế kỷ 21, năm 2020, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tại sao mình phải nghĩ, bây giờ trở lại chuyện cũ một tí xíu, nói đây không phải tôi nhắc quá khứ, tại sao sau năm 1975 cái người ta hay nói là cái cục đèn mới đi cũng là bỏ nước ra đi, tại vì khi người miền Bắc vào miền Nam người ta làm những chính sách hạ nhiệt với đối với dân miền Nam, để dân miền Nam sống trong tự do đã quen rồi, không thể nào ai gọi là khi họ vào miền Nam họ những chính sách trả thù ngay cả những đồng đội, những đồng bào của họ là học tập cải tạo rồi ngăn sông cấm chợ, có những chính sách rất là hà khắc, như là thí dụ như bây giờ họ không được, dân miền Nam không được để tóc theo ý họ muốn, không được mặc áo quần như ý họ muốn, rất nhiều điều cấm kỵ, ngăn sông cấm chợ rồi rồi là gọi là ngay cả mà mổ con heo ở vùng này không được qua bán, bây giờ mình mở một mổ con heo mà mình ăn không hết không được đem qua cho bà con ở ở những cái tỉnh khác hoặc xã khác, có những chính sách rất là khắt khe thì dân miền Nam phải ra đi, trong đó có rất nhiều người ra đi liều chết ra đi, thì họ mới có câu là nếu cục điện đi được thì họ cũng đi. Nó hoàn toàn khác cái thời điểm bây giờ là vấn đề dịch. Việt Nam chống dịch tốt. Yes. Còn tại sao những người ở bên Mỹ mà muốn về Việt Nam là đa số là những người du học và những người đi du lịch bị kẹt lại ở Mỹ, người ta chưa hiểu về vấn đề nền y tế Mỹ, người ta chưa hiểu về vấn đề xã hội Mỹ. Các cháu du học, các cháu rất còn trẻ, các cháu chưa chưa hiểu cái chuyện mà y tế Mỹ các cháu có thể lo sợ. Những người đăng ký về Việt Nam là những người ai? Đa số là những người du học và những người kẹt lại, họ tới mới tới Mỹ thôi, họ chưa hiểu về nền y học Mỹ, chưa hiểu hiểu về cái đạt điều kiện xã hội Mỹ gì hết, thì họ quýnh quáng lên, họ gọi là paranoid, họ họ hoảng sợ, họ chưa biết nước Mỹ đối đối phó với sao với lại
nạn dịch. Như tôi đã nói rồi, nước Mỹ hoàn toàn khác, nước tỷ là hợp Trung Quốc, đã trăm nước trên thế giới đều có mặt ở đây, họ không thể nào mà chống dịch như kiểu Việt Nam được. Mà cái số liệu chết của Mỹ á, là những người già, những người đó họ có cái bệnh rất là nặng, với điều kiện y tế tốt của Mỹ thì họ còn sống tới giờ này, thì bây giờ đặng đại dịch thì họ là người chết, họ là người già. Đó là lý do tại sao những người du học sinh hoặc những người bị kẹt lại bên này, họ chưa hiểu xã hội Mỹ, chưa hiểu nền y tế Mỹ, nên họ hoảng sợ, họ đăng ký về cả chục ngàn người. Tôi nghĩ đó là lý do ông Nguyễn Xuân Phúc đề cập tới, là chứ còn thật sự dân ở Mỹ lâu hay dân ở Mỹ đây thì người ta vẫn hoàn toàn yên tâm và không có chuyện gì để mà đi về Việt Nam hết. Có thể là câu nói đó có thể là hớ hẳn, câu nói gọi là hớ của ông Nguyễn Xuân Phúc thôi, chứ còn thật sự hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thật sự đối với tôi, câu nói của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đừng diễn giải xa, nhiều khi ông nói hớ thôi, ông nói chưa suy nghĩ lắm thôi, chứ còn tôi không nghĩ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà nói chuyện mà so sánh toàn xã hội Mỹ với xã hội Việt Nam, mà con người ở Mỹ, những người sống ở Mỹ mà cái cục điện của Mỹ cũng muốn Việt Nam sống, tôi không tin vậy. Rõ ràng xã hội Mỹ là vấn đề mà an ninh xã hội là hơn Việt Nam một trời một vực. Tôi không nói Việt Nam bây giờ phát triển, Việt Nam rất là phát triển, tôi rất là mừng cho đất nước, cho quê hương, càng ngày đời sống của đồng bào mình càng ngày càng tiến lên, nhưng mà so với Mỹ thì còn lâu lắm. Mình so vấn đề an ninh xã hội thôi còn lâu lắm. Ở đây là bệnh viện phi, người nào nghèo dù bệnh ung thư, bệnh gì, tất cả bệnh viện nhà nước cho chính phủ Mỹ cho chữa bệnh phi hết, rồi học hành để phi, lên đại học mượn tiền đi học, có rất nhiều điều, ngay cả không làm gì hết người ta vẫn cho tiền sống. Thì xã hội không thể nào mà nói chuyện, mà tôi không tin ông Nguyễn Xuân Phúc so sánh toàn xã hội Mỹ mà như là Việt Nam, mà để bây giờ người Việt Nam có phát triển như bây giờ thì gọi là người ở Mỹ này muốn về Việt Nam sống, tôi không tin gì đó. Tôi không nghĩ cái ý ông Nguyễn Xuân Phúc đó thì đó, nhưng mà ý ông nói vấn đề chống dịch Việt Nam chống tốt quá, những người du học sinh, những người gọi là đi du lịch qua đây họ chưa có hiểu được cái nền xã hội Mỹ, chưa nền kinh tế Mỹ, họ muốn về Việt Nam đăng ký về nhiều thì câu chuyện có như vậy. Đối với tôi không có chuyện, nó không có gì quan trọng lắm. Lãnh đạo rất nhiều lãnh đạo trên thế giới nói gáp là chuyện mình, nó hớ là chuyện bình thường. Đối với tôi chuyện đó chuyện không có lớn lắm. Mình họ tất cả họ cũng là con người. Ông tổng thống Trump, tổng thống Obama, tổng thống ông Joe Biden, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, họ cũng là con người như mình, họ lãnh đạo, nhưng đôi khi họ nói hớ là chuyện bình thường. Nếu họ không hớ mới là chuyện lạ. Nếu họ không nói mà chưa suy nghĩ chín chắn lắm thì đó là chuyện lạ. Đó là đối với tôi chuyện cũng bình thường lắm, không có gì mà ghê gớm lắm. Có nhiều người chửi ông Nguyễn Xuân Phúc là ngu dốt này nọ đó, đó là cái sự diễn giải của những người chống Việt Nam, những người chống cộng dỏm. Đối với tôi là như vậy, không gì quan trọng. Tôi không thấy ông đề cập vấn đề biểu tình. Có thể là ông có lẽ trong đó ông suy nghĩ là nước Mỹ đang bạo loạn, nước Mỹ đang biểu tình đập phá, nhưng mà thật sự rất là bình yên. Mình sống ở quận Cam rất là bình yên, không có chuyện gì. Có những thành phố đó nhưng mà bây giờ họ đã dẹp loạn hết rồi. Xã hội Mỹ là như vậy. Xã hội Mỹ không thể nào so sánh xã hội Mỹ với xã hội Việt Nam được. Việt Nam là dân tộc Việt Nam không, còn xã hội Mỹ đây là rất nhiều dân tộc ở đây. Cái nền văn hóa khác nhau, cái suy nghĩ khác nhau, cái mentality của dân Mỹ nó khác với Việt Nam. Nó nhân quyền rồi từ không thể nào mà soi mối vấn đề là gặp người ai, gặp ai không thể nào khai với cảnh sát như Việt Nam được. Thì hai cái xã hội hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ là vậy. À, ông Phúc ông có nói như vậy là vì ông ấy tự hào về cái việc mà tổ chức một vài cái chuyến bay của Air Việt Nam đến mà chở những cái đồng bào ở Mỹ hay là ở Đông Âu hay là Liên Xô về Việt Nam, vì những cái đồng bào đó là chẳng đâu có phải là những người bỏ nước ra đi đâu, đa số họ là du học sinh hay là những cái người mà gia đình có thân nhân ở Hoa Kỳ hay là ở Liên là đi chơi ăn Tết vừa rồi bị cái dịch COVID-19, thành ra là không có đi về Việt Nam được vì là các hãng máy bay đều bị cấm hết, không có được chở. Thế thì những cái nhóm mà như du học sinh với lại thân nhân của những người mà có người bà con ở bên Mỹ này đó, thì nghĩa là có thể có nhiều, rất là nhiều người là làm việc trong những cái ngành mà giống như là ngành nail đó, hay là hớt tóc, những cái ngành dịch vụ hay là tiệm ăn đó, là bây giờ mấy tháng qua là bị cấm, bị cách ly, không có được hoạt động, thành thử ra là
Một mặt họ là gánh nặng cho những cái gia đình của những người bà con ở bên đó, hay là cho cả những cái người gia đình ở Việt Nam như là các anh em trong nhóm du học sinh. Tại vì nhà trường thì đóng cửa, các hàng quán, tiệm nail thì cũng không có được mở. Thành ra là những người đó, đó thứ nhất là không có một cái thu nhập phụ nào để mà có thể sống bình thường như những cái ngày tháng trước. Mặt khác là cái vụ dịch cúm là Covid-19 á, là nó là một cái mối lo của họ, là vì họ là những người du học sinh, họ đâu có cái đầy đủ cái bảo hiểm để mà lo cho vấn đề sức khỏe khi đau yếu xảy ra. Đây là tôi chỉ nói là cái thông thường thôi chứ không hẳn là do cái Covid-19 nữa. Thế thì là không kiếm ra tiền mà lại là lo sợ cho sức khỏe khi lỡ mà bị. Thế thành thử là những người đó bây giờ ở đây họ là không có đủ khả năng để mà tồn tại được. Cho nên là muốn về Việt Nam, họ không phải là không có tiền đâu, không có tiền đấy. Cho nên là những cái chuyến bay của Air Việt Nam mà chở họ về nó chạc $2,000 một người. Mà những người đó họ là rất là muốn về, bởi vì về Việt Nam thì họ cảm thấy rằng họ không phải lo lắng trong cái ngày tháng trong tương lai, mà cái tương lai nó rất là bất định và bất ổn. À, thì cái số đó là cái số họ muốn về Việt Nam thôi, chứ còn đâu phải là tất cả những người 4 triệu người Việt Nam ở hải ngoại này. Trong số đó có thể cũng có cả triệu người Việt Kiều mà là công dân của cái chế độ của Việt Nam. Là họ muốn đi về đâu. Nếu mà Nguyễn Xuân Phúc nói như vậy mà sắp tới đây đó không còn cấm đoán nữa đó, mà cả hàng triệu người bỏ về Việt Nam đó, thì nói câu đó nghe còn được, còn ngửi được. Còn bây giờ mà nói cái câu nói này ra là chỉ là một cái luận điệu tuyên truyền rẻ tiền. Mình phải nhớ cái câu nói nó ngày xưa sau năm 75 cho đến cả năm 90 đó, là vì cái làn sóng người Việt bỏ nước ra đi đó là ồ ạt cả hàng triệu người, bao nhiêu là cả triệu người cũng chết ở trên biển cả nữa mà họ vẫn bỏ nước ra đi, thì cuộc sống ở Việt Nam quá khó khăn, không tương lai và đầy bất ổn, có thể là bị nhất là những cái gia đình mà có liên hệ với lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó, thì họ làm sao họ sống mà bình thường ở trong chế độ cộng sản được, bị kỳ thị, bị như là đối xử bất công, họ là không có cái tương lai thì họ mới bỏ đi. Mà cho đến về sau này bây giờ vẫn còn có nhiều người bỏ đi, cái làn sóng mà bỏ người bỏ nước ra đi là mất cả tiền, đó là cái đám ở Nghệ An Hà Tĩnh ấy, bỏ mất cả mấy chục ngàn đô la để rồi trở thành những người hộp mà đi vào trong nước Anh mà bất hợp pháp, họ là liều cái mạng sống của họ. Là vì sao cái cuộc sống của họ ở Việt Nam là không có tương lai. Mọi chuyện đó, bây giờ họ có được hay là tài sản có kiếm ăn được đó là chẳng qua là cái sự gọi là nó giống như là gọi là buông lỏng của cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ siết chặt quá cho nên là họ sợ dân chúng bất mãn. Cho nên là buông lỏng và họ cũng lợi dụng tất cả những cái cơ hội mà là buôn người cho người đi ra nước ngoài làm ăn để nó kiếm ăn, nó làm giàu. Chứ họ tử tế gì đối với người dân ở trong nước. Những cái làn sóng người ta đi biết bao nhiêu bây giờ vẫn còn là đi bất hợp pháp. Nào là đi kết hôn, nào là đi là lao động bất hợp pháp. Là đi sang tới Anh Lê tốn mấy chục ngàn đô la mà vẫn bỏ ra. Họ ở Việt Nam bây giờ có nhiều người có tiền lắm. Nhưng mà họ là muốn giàu hơn nữa cơ. Chứ không phải là chỉ muốn nhiêu đó. Mà chính quyền Việt Nam có giúp những người đó mà đi ra nước ngoài để mà kiếm sống đâu. Họ toàn là phải đi nghĩa là một cách lén lút. Thế cho nên là cái câu nói mà cái cột điện biết đi mà nó cũng đi nữa, là cái câu nói nó đã đúng từ sau năm 75 cho đến những năm sau, cho đến năm 90, cho đến năm, bây giờ đến 2000 và cho đến hơn 2000. Vẫn có những người Việt Nam muốn bỏ nước ra đi bằng cách này cách khác, nào là đi du học, nào là đi kết hôn giả, nào là đủ thứ hết trơn đó. Là vì họ là tuy rằng họ có thể kiếm ăn ở Việt Nam, nhưng mà không có nghĩa rằng là cái xã hội ở Việt Nam là một xã hội hoàn toàn là tốt lành lý tưởng, đầy rẫy những bất công và tham nhũng thối nát. Những cái đó là biết bao nhiêu người là lâm vào hoàn cảnh đó, chỉ có một thiểu số là kiếm ăn kiếm sống được thôi. Anh theo dõi, mọi người theo dõi
xã hội Việt Nam này đều thấy rõ cái điều đó, tệ nạn xã hội tràn lan. Cái câu nói đó thực sự bây giờ vẫn còn đúng, nhưng còn cái câu nói của ông Trần Phúc bảo rằng là như là những người ta sẽ có ở bên ngoài có cột điện mới biết đi cũng bỏ Việt Nam đó. Đó là chỉ một câu nói bằng cái thượng ép khoa trương để mà tuyên truyền cho chế độ trước cái số mấy ngàn người bị kẹt lại ở Hoa Kỳ hay là Liên Xô hay là Đông Âu hay là Anh Lê hay là Singapore là vì đi làm ăn ở đấy, và bây giờ xảy ra cái dịch COVID-19 và ở Hoa Kỳ thì thêm cái vụ bạo loạn nữa, cho nên cái cuộc sống của họ bên này là tạm bợ, vì đi học du học kiếm chắc thêm để sống hay là đi thăm con cháu gì ở bên này thì bây giờ là không có bảo hiểm, nên là sợ bị bệnh, sợ chết, hình như là muốn về Việt Nam mà thôi. Chứ không có phải là Việt Nam là tốt lành gì đến nỗi là người ta phải nghĩa là kêu bằng là phải kéo nhau ùn người ta Việt Nam. Bây giờ đây là tôi chỉ nói rằng là cái những cái anh em mà Việt kiều đó mà là được xã hội cộng sản, chế độ cộng sản đó, tương đối dễ dàng cho đi ra ngoài kiếm sống, kiếm làm ăn được, đi du học đó, bây giờ về hết đi. Chứng tỏ những câu nói của Nguyễn Xuân Phúc là đúng. Ok, thì lúc bây giờ nói, nhưng mà Nguyễn Xuân Phúc nói điều này ra là chỉ là một cái lối nói để mà tuyên truyền một cách rẻ tiền cho chế độ cộng sản Việt Nam mà thôi, không có một cái ý nghĩa gì cả ngoài cái ý nghĩa tuyên truyền mà rất là rẻ tiền, phải nói thẳng như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái dư luận ở hải ngoại này á, người ta nghe câu nói Nguyễn Xuân Phúc người ta chỉ cười mà thôi, chứ chẳng ai người ta cho đó là những cái câu nói có giá trị thật, phải nói thẳng là như vậy đó. Thành ra tôi thì theo cái quan điểm của tôi thì thấy đây là một cái câu nói tuyên truyền rẻ tiền của Nguyễn Xuân Phúc, không có cái, không có cái giá trị gì hết. Cái phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc đó nó mang cái tính cách một cách tếu, một cách khôi hài, và để nhớ lại cái thời gian cũ khi mà cái người Việt đi vượt biên thì cái lúc bấy giờ đó cũng lại cái truyền thông mà nó nuôi hận thù bán hàng giả đó, thì nó nói rằng thì là đi vượt biên để trốn tránh cộng sản, phải không ạ? Và nó tới những các cái đất nước khác đó, đôi khi những đất nước khác họ từ chối cho nên đó mình mới thấy rằng thì là đã có những cái lần mà cái những các cái người vượt biên là phải tự đánh đắm cái tàu của mình rồi để đi vào được cái nước bên kia người ta vớt. Thành ra đó cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cái chữ mà cái cột đèn nó biết đi đó, là cái giai đoạn đó là cái người Việt di tản của mình bị hắt hủi, thưa anh. Đấy, nếu mà các bạn trong cái quá trình lịch sử mà những cái thập niên 70, 85 những các cái đó đó thì cái bán hàng giả ở đây thì nó nói rằng thì là đây là những người mà chạy trốn cộng sản vân vân, lúc nào nó cũng vẽ ra cái đó. Cho nên cái giờ này đó thì tôi thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đó, ông ấy trong một cái cuộc họp tổ của Quốc hội đó, ông ấy mang ra ông ấy diễu không phải là một cái diễu chua cay, nhưng mà là một cái diễu để mà nhắc lại cái giai đoạn lịch sử hai bên, những người Việt hải ngoại và những người ở trong nước, cái chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị nói xấu, đã bị bôi nhọ trong cái bối cảnh mà mình mới thấy rằng các anh nhắc lại rằng thì là cái bà chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Kim Ngân đó bà ấy cũng lại nói về cái vấn đề chống tham nhũng, và bà ấy cho rằng thì là cái thành công của ông Nguyễn Phú Trọng mấy gì đó là đốt lò vân vân, cái chống tham nhũng đó ở dưới đó nó có một cái vấn, nó có cái vấn đề nó thế này, thưa anh, là mình mới thấy rằng thì là cái mà ở
trong Đảng Cộng sản Việt Nam cái lúc bấy giờ, ở trong cái quá trình mà đổi mới đó, thế nào cái kẻ thù, kẻ tù ở bên ngoài, và nhất là có một cái ông bạn vàng mà ông Trung Quốc đó, thì ông ấy len lỏi đủ các thứ dưới chiêu bài là người Việt Nam mà mua đất ở Việt Nam, rồi thì là đi tới những các cái con đường cát linh, là cái người tàu lúc nào nó cũng lì xì, nó mang ra nó đấu thầu với giá rẻ, xong rồi thì là nó xăng tăng với cái nhà cầm quyền để mà nó lên giá 2-3 lần vân vân. Thành ra đó thưa anh, cái này đó, đây là cái lúc mà tôi nhìn thấy rằng thì là bà cái Quốc hội Việt Nam bắt đầu họ hỏi tội, hỏi tội những các cái chế độ cũ, kể cả những chế độ đó, kể cả anh bóng ngay là gì đó, những các cái anh đó đã ăn tiền thế nào, các anh đã làm ngơ thế nào, vân vân. Và đây đây là cái lúc mà nó có cái may mắn là bây giờ cả thế giới đang ghét người tàu, đang ghét người tàu, cho nên đó đây là một cái cơ hội bằng vàng để mà coi như rằng thì là mình chấn lột lại tất cả những các cái mua bán ngoài luật pháp, người tàu nó len lỏi vào Việt Nam dưới những các cái đấu thầu cát linh, rồi thì là đấu thầu tất cả những các cái gói thầu của nó đó, thì giờ này đó tôi nghĩ rằng thì là nhà cầm quyền Việt Nam nó sẽ coi như là phanh phui tất cả những cái đó để mà gọi là để mà đòi lại cái công bằng cho xã hội và tất cả những các cái trò mà lì xì, trò mà gian lận đứng ở bên cạnh cái trong cái quá trình mà đổi mới của Việt Nam đó, thì rất nhiều người, rất nhiều các chính phủ của Việt Nam, các địa phương đó bị xa cái bẫy mà người tàu hay là cái bẫy tham nhũng mà họ đặt ra. Thì anh, thành ra giờ này đó tôi nhìn thấy là chỉ là có kéo giờ này đó là họ sẽ lật tẩy, kể cả họ kiểm điểm các cán bộ cũ của họ, kể cả ban nãy tôi nhắc tới anh Ba Dũng, tôi nói chuyện rằng thì là những các cái bullshit Tây Nguyên, rồi thì là các cái đặc khu kinh tế vân vân. Thành ra giờ này nhà cầm quyền Việt Nam họ xét lại, và đấy, trong cái bối cảnh là cái nước Mỹ đương khốn đốn về cái vấn đề sắc tộc, thì nhìn lại một cái cách khác đó thì mình mới thấy rằng thì là các cái người mà các cái người dân chủ cuội ở Việt Nam mới gì đó, đòi hỏi dân chủ rồi đòi hỏi nhân quyền mới gì đó, thì đây là cái lúc mà đảng, mọi người đều nhìn thấy rằng thì là cái nhà cầm quyền Việt Nam nó đã kiểm soát được cái dịch COVID, và nhà cầm quyền Việt Nam đó nó đã coi như rằng thì là từ đó mình mới thấy rằng tại sao nó kiểm soát được, là bởi vì rằng cái quốc dân của họ, họ đã tổ chức, nó có đoàn ngũ tổ tam tam, và lúc nào thì tôi thấy rằng thì là cái đảng đó, cái mà bí thư thư cái linh hồn ở trong cái đổi mới đó, tôi ở Việt Nam trong một thời gian tôi bị kẹt lại ở Việt Nam, thì tôi mới thấy rằng thì là cái mà rất nhầm lẫn của cái chủ nghĩa tư bản đó là đòi hỏi là phải có công đoàn độc lập. Trong lúc ấy tôi ở lại Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là cái công đoàn của cộng sản đó nó là một bộ tứ, cái công đoàn của tư bản Tây phương ấy, tức là hỏi tội cái giới cầm quyền, coi như là chống đối cái giới cầm quyền bóc lột,
Còn trong lúc đấy, cái mà bộ tứ ở Việt Nam đó thì nó lại khác hẳn, là nó hô hào để mà cùng nhau nắm tay sản xuất. Thành ra đó mình mới thấy là nó tạo cơ hội cho bộ tứ, kể cả thanh niên, kể cả công đoàn, kể cả bí thư chi bộ vân vân, cái bộ tứ của nó đó là nó đi đúng đường, nó hợp tác dân tộc, nó hợp tác tất cả những các cái đoàn viên hay là tất cả những các cái người dân ở trong cái tổ chức lao động. Còn của tư bản đó thì lại là đảo ngược lại, tức là để chống lại cái giới cầm quyền, chống lại cái giới có quyền thế. Thành ra và cái giới có quyền thế đó thì nó thất bại. Thưa anh, đây là cái lúc mà cái cơ hội nó thuận tiện đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Giờ này đó cái kẻ thù phương Bắc nó hết rồi. Giờ này đó thì nước Mỹ cũng có những các cái lúng túng, và nước Mỹ với ông Donald Trump đó là một trong những cái người mà gọi là rất quý mến cái chính quyền của Việt Nam hiện tại. Cho nên với cái tâm trạng, với cái bối cảnh đó, một cái ông thủ tướng Việt Nam, ông ấy mang ra, ông ấy diễu về cái vấn đề cái cột đèn nó biết đi. Và bây giờ đó thì nói ngược lại là cái cột đèn đó bây giờ nếu nó biết đi đó thì nó sẽ từ Mỹ và từ những các cái quốc gia Tây phương khác đó, nó sẽ trở về Việt Nam, nó trở về với dân tộc Việt Nam. Đấy mới là cái ưu thế, đấy mới là cái tinh hoa của cái chế độ cộng sản Việt Nam. Và lại một lần nữa tôi xin trình bày rằng thì là cái xu thế của thời đại hiện tại bây giờ nó là vấn đề cái vấn đề dân tộc chủ nghĩa, cái vấn đề mà về với nhân dân, về với dân tộc, chứ không còn có chủ nghĩa Marxist Leninist con mẹ gì hết. Thành ra đó, tất cả những người này mà cứ chụp mũ cho Hồ Chí Minh là mang một cái chủ nghĩa tam vô về Việt Nam mấy gì đó, rồi thì là 4 triệu đảng viên, rồi thì là ngần ấy dư luận viên mấy gì đó, tất cả những các cái chuyện này nó chỉ làm những các cái kẻ bại trận mà nó cay cú, đúng không ạ? Nó cay cú. Trước kia là nó ở Việt Nam thì nó đứng ở bên cạnh quân thù, đứng ở bên cạnh những các cái gì mà ném bom với đất nước của Việt Nam. Tất cả bây giờ mà bây giờ thì nó qua đây nó thấy cái đất nước mà nó phát triển rồi, mà một đất nước tự do bây giờ đó thì với cái kỷ nguyên 4.0 đó thì mỗi người Việt Nam một cái điện thoại thì họ là một tổng trưởng thông tin rồi. Bây giờ làm sao mà còn bịp bợm được rằng thì là ở Việt Nam thì nó là một địa ngục rồi, thì là để mà tôi phải vén mồm tôi lên để mà tôi cứu 97 dân Việt Nam nó đương bị những cán bộ cộng sản nó xiềng xích, thì nó thành bây giờ nó thành một trò cười rồi. Cho nên Nguyễn Xuân Phúc khi nhắc lại cái cột điện đó là ông ấy muốn chế giễu, muốn làm một trò cười của một cái giai đoạn lịch sử đã qua. Vâng, thì thật sự thì tôi không biết tôi có cần phải nói thêm nữa không, tại vì cách đây mấy chục năm trước khi miền Nam sụp đổ thì ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ông đã nói rồi một câu rất là bất hủ: đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thì bây giờ ông Nguyễn Xuân Phúc là một lãnh tụ cao cấp của cộng sản Việt Nam với chức vụ là thủ tướng, thì ông ta nói những cái điều đó thì cũng giống như ông đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam nói, thì nó nằm trong cái điều mà ông cố tổng thống Nguyễn Thiệu đã dặn dò: đừng nghe những gì cộng sản nói. Tất nhiên là đừng nghe những gì Nguyễn Xuân Phúc nói. Thì thưa quý vị, những lời ông Phúc nói đó thì không riêng cho cộng đồng hải ngoại, những người chống cộng cười. Tôi nghĩ bây giờ cả nước cười,
ngay cả trong nước nữa, ngay cả những lãnh đạo Đảng Cộng sản, đầu sọ Cộng sản, trung ương Đảng Cộng sản và những nhân viên trong chính phủ nội các của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cười nữa. Tại vì một cái người thủ tướng, một lãnh đạo cao cấp đi nói một điều mà nó không cho là khờ khạo hay ngu xuẩn này nọ, mà người ta cho rằng nó lố bịch và dị hợm, thì tôi nghĩ rằng không ai muốn cho một ông lãnh tụ là người ngu xuẩn hết. Và tôi nghĩ ngay cả anh hay cả các đài truyền thông cũng không muốn dành chữ đó cho một người lãnh tụ đất nước. Nhưng không sử dụng chữ đó thì sử dụng chữ nào, thưa quý vị? Ngày cách đây mấy năm, lúc mà ông Nguyễn Minh Triết qua bên rồi Trương Tấn Sang rồi để đi về New York, ông Phan Văn Khải về New York ngày nọ tuyên bố khi mà muốn quảng cáo cho thị trường Việt Nam lại nói rằng ok, nước Việt Nam chúng tôi là nhiều gái chân dài đẹp lắm, do đó quý vị hãy đầu tư vào đất nước chúng tôi, là người ta thấy ốc dột rồi. Rồi sau đó Nguyễn Minh Triết qua Cuba nói rằng bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cuba, Cuba ngủ thì Việt Nam thức, rồi Cuba thức thì Việt Nam ngủ, vân 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 vân, là người ta cho buông cười. Thật sự hầu đó tôi không có ghét, tại vì đó là những ngôn ngữ mà chỉ đỉnh cao trí tuệ họ nói thì thôi mình chấp nhận đi. Nhưng lần này ông Nguyễn Xuân Phúc ông nói ngay cả tại Đại hội Quốc hội này nọ nói như vậy thì cái câu đó không có chấp nhận được. Nghe nó kỳ cục, và điều đó nó làm một điều sỉ nhục cho đất nước Việt Nam Cộng sản xã hội chủ nghĩa, và ngay cả nhục cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì ông Nguyễn Xuân Phúc đóng vai trò rất là cao cấp đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì nếu mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông nói á, mà người con trai ông á, là Nguyễn Xuân Hiếu đó, mà đang đứng cặn với nhà ông hay đang ở Việt Nam thì ông nói câu đó được. Trong khi ông nói câu đó, cái cây trụ điện ở Mỹ cũng về Việt Nam, trong khi công ông Nguyễn Xuân Hiếu thì đang ở Anaheim, cách chúng tôi khoảng 2 phút lái xe thôi là tới nhà công ông rồi. Và ai cũng biết 2005, ông ta đã bỏ ra 790 ngàn để mua cái nhà cho Nguyễn Xuân Hiếu công ông ở. Và trước đại hội 11 thì ông bỏ ra 575 ngàn mua một cái nhà khác cũng ở Anaheim, gần chúng tôi còn vài ba phút à. Thì bây giờ thử hỏi, nếu mà cây trụ điện bỏ Mỹ về Việt Nam thì con ông có về Việt Nam hay không? Con của Nguyễn Tấn Dũng, bà Phượng viết lại có về Việt Nam hay không? Rồi con Nguyễn Đức Trung, chủ tịch của Hà Nội này nào có về Việt Nam hay không? Và nói chung là những con ông cháu cha Cộng sản Việt Nam vẫn còn ở là Mỹ, không có về. Cùng lắm là những chiếc máy bay Việt Nam Airlines đi bữa nay là 3 chuyến thì chở lắm, cùng lắm là 1.000 người du học sinh về Việt Nam. Trong khi du học sinh qua Mỹ, tôi nghĩ rằng hiện tại ở nước Mỹ cũng gần 100.000 du học sinh. Đó là chưa kể cán bộ, bộ ngoại giao, rồi đại sứ, rồi tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam này nọ. Rất là có bao nhiêu người về Việt Nam. Thứ này, như vậy thì điều đó đã trả lời cho Nguyễn Xuân Phúc nó bậy. Ngay cả Cộng sản Việt Nam mà không về Việt Nam nữa, huống chi là cái là có người Mỹ, người Việt Nam tị nạn ở đây. Đừng nói chi đến cái trụ điện. Tại vì Nguyễn Xuân Phúc bị ấm ức, bị nhục nhã vì cái câu tuyên bố trước khi mà mất nước đó, thì người ta châm biếm là đất nước Việt Nam tệ lậu quá khi mà xâm lăng miền Nam Việt Nam, thì đưa đất nước cho tận cùng khốn khổ, nhục nhàn, tức tưởi, thảm họa. Do đó có mấy câu là nếu cây trụ điện biết đi thì sẽ đi qua Mỹ hết. Thì bây giờ Nguyễn Xuân Phúc là chơi một cái trò mà Cộng sản hay lợi dụng, là nhân một cơ hội nào đó để gỡ gạt, để rứa nhục bằng cách là nói một câu rất là vô duyên, rất là lú lẫn, rất là khơ khạo, và nó rất là dị hợm. Thì tôi nói đây không phải vì tôi ghét ông Nguyễn Xuân Phúc, thà vì ông Cộng sản mà tôi ghét. Nhưng điều tôi nói đây là tôi nói đây là sự thật. Quý vị không tin đi, quý vị anh Vũ Hoàng Lan phố Bô Sa làm cái thống kê đi, coi bao nhiêu người chấp nhận lời tuyên bố cổng, dù rằng họ là Cộng sản, dù họ là gia đình thân nhân đồng chí của Nguyễn Xuân Phúc. Tôi nghĩ là 99.9% người ta không đồng ý câu nói chuyện.
ổng và vợ ổng, hai thằng người con của ổng là Nguyễn Xuân Hiếu rồi nó đồng ý, hai các bà Ức Mi hay là ông Đặng Văn Thành, anh em cái nghĩa mà đứng tay mua nhà mua cửa ổng đồng ý thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng cả nước Việt Nam, tôi nghĩ ngay cả người chống cộng và người cộng sản cũng không đồng ý câu nói trở lại. Điều tôi nhắn nhủ ông Phúc, hãy vinh danh Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy ca ngợi nhà nước Việt Nam, nhưng mình nói cái gì cho chừng mực, cho nó hợp tình hợp lý và nghe nó được. Còn nói mà cho nó lấy có, nó để mà gỡ danh dự, để mà làm ta đây là cả mà quyền quý cao sang, hay là muốn ca ngợi đất nước Việt Nam mà nói những cái câu như vậy thì tôi không nghĩ ta chấp nhận được. Không phải vì tôi chống cộng, chống Đảng Cộng sản mà tôi phê bình. Nếu mà ông nói hai tôi khen liền, tại vì đối với tôi rất là khách quan. Nhưng ông nói cao chẳng những dở mà nó lố bịch, nó dị hợm, và anh chẳng giống ai hết. Do đó trở lại, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông phải chứng minh, ông đem người con ông là Nguyễn Xuân Hiếu về Việt Nam đi. Ông Nguyễn Tấn Dũng đem bà Phượng con về Việt Nam đi. Nguyễn Đức Trung con đem con cá về Việt Nam đi. Thì khi đó chúng tôi mới tin là ông nói là thiệt. Tôi là rất là cởi mở và tôi rất là hài hòa. Quý vị biết tôi khi tôi phân tích một điều nào, tôi mở rộng lòng và tôi nghe cái lời. Có một triết gia nói là chúng ta để ý chúng ta không để ý đến cái lời người ta nói, nhưng chúng ta để ý cái ý người ta nói, mục đích người ta nói. Chính vì vậy mà tôi thường thường tôi nghe những người ta nói cái câu gì đó, tôi phải phán xét là người ta có cố tình hay vô tình, hay nói giỡn hay nói thiệt. Thì thật sự nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ ông ra đài hay này nào, cơ quan truyền thông hay nghe cả đài quốc hội, ông nói giỡn vui tính này là ông ví von cho vui, thì tôi bỏ qua. Tôi cũng xí xóa, tôi cho đó là những cái lúc mà trà dư tử hậu thích đương mà nói cho vui thôi. Nhưng nếu ông cho đó điều đó là cái điều chính đáng theo ông, hai cái điều chính xác, hai cái điều đó là điều mà ông ta nói trong sự đứng đáng mà suy nghĩ đàng hoàng mà ông nói điều đó, thì tôi cực lực lên án và tôi khinh bỉ cái trình độ của ông. Điều đó nó không có đúng. Và cho dù ở Việt Nam bây giờ những người cộng sản phe ông muốn gỡ gạt cho ông có thể là một cuộc trưng cầu dân ý hay là lấy ý kiến này nọ, có thể là họ muốn bảo vệ cho ông thủ tướng, có thể họ nói ông ta đúng, nhưng tôi nghĩ trong thực chất trong bụng người ta nghĩ ông ta sai thôi. Anh chính thức thì ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là ông nói, mà ông nói là người ta nói, thưa quý vị, tức là ông nghe người khác nói và ông truyền dẫn lại cái ý kiến đó. Đó là một cách mà tôi hiểu một cách chính xác, chứ không phải là ông tự ông phát ra những cái câu nói như vậy. Ông nói rõ là người ta nói. Thì tôi cho rằng tùy cái điều kiện kinh tế, tùy cái khả năng kinh tế của mỗi gia đình ở Hoa Kỳ này, thì mỗi gia đình sẽ quyết định khác nhau là cái vấn đề có đi về Việt Nam trong mùa dịch này không, hay là có đi về Việt Nam trong tương lai hay không, thì đó là tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình Việt Nam. Xin nói cho rõ là có một số người Việt Nam họ đã định cư hoàn toàn tại Hoa Kỳ này và đã ổn định, cho nên là tôi nghĩ là cái số đó không có đi về Việt Nam. Số thứ nhì là những người chống cộng thì họ cũng không đi về Việt Nam, tại vì đất nước Việt Nam là một đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường lối hoàn toàn khác với đường lối chống cộng, cho nên cũng không đi về. Thì cái câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ áp dụng cho một số người mà gốc Việt, vẫn còn gia đình, vẫn còn thân nhân, và cũng có thể là vẫn còn nhà cửa ở Việt Nam nữa, cho nên là hoặc là con cái chẳng hạn như vậy. Thì giữa cái cuộc sống ở bên Hoa Kỳ và cuộc sống ở bên Việt Nam ngày nay, thì cái sự lựa chọn mà đi về Việt Nam sống là có, thưa quý vị. Tôi xin trích dẫn vài con số. Mỗi năm số Việt kiều từ nước ngoài về thăm Việt Nam lên tới 700-800 ngàn người, thưa quý vị, con số rất lớn, đặc biệt là từ Hoa Kỳ 700-800 ngàn người. Còn số mà tổng số Việt kiều về Việt Nam
thăm viếng làm ăn du lịch đồ lên tới hàng triệu người. Rồi tiếp theo là con số ngoại kiều ghé thăm Việt Nam ở và sinh sống cũng lên tới hàng chục ngàn người, và con số mà du lịch lên tới 18 triệu người mỗi năm. Thưa quý vị, con số khổng lồ là 18 triệu người. Cho nên tôi cũng không có ngạc nhiên gì nếu mà trong số đó có những người muốn đi về Việt Nam sinh sống, thưa quý vị, không hề là một con số nhỏ. Và những gì tôi biết thì ngay tại Hoa Kỳ cũng đã có trên 6.000 người đăng ký đi về Việt Nam, hơn 6.000 người. Còn tổng số mà khắp nơi muốn đi về Việt Nam trong cái mùa đại dịch này lên tới hàng chục ngàn người. Thì cái câu nói này nó mang cái tính ẩn dụ thôi quý vị, nghĩa là cũng không hẳn là chính xác tới mức độ 100%, nhưng mà nó cũng có những cục điện ở Mỹ, tức là những cái gia đình người gốc Việt ở Mỹ hoặc là những người ở Mỹ cũng muốn về Việt Nam, thưa quý vị. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện như vậy, và bạn bè tôi cũng đã nhiều người đi về Việt Nam làm ăn, mở cơ sở làm ăn, đầu tư chỗ này chỗ nọ, hoặc là đi đi về về 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thưa quý vị, là có đầy trong cộng đồng ở đây, và con số đó nhiều lắm, tôi không thể nào kể hết. Nhưng mà cái số mà có thân nhân, có gia đình, còn anh chị em, còn bà con ở Việt Nam, thưa quý vị, nó đông đông lắm, hằng hà sa số. Chỉ có một số ít thì ở Hoa Kỳ thì họ không đi về Việt Nam trong mấy chục năm qua thì có, nhưng mà chỉ là con số ít. Con số mà tôi nghĩ rằng có đi đi về 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 Việt Nam mỗi năm rất lớn, thưa quý vị. Cho nên là cái câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tôi là chính xác, mặc dù có vài người, một số người phản đối, nhưng mà đối với tôi nó có cái ý nghĩa chính xác. Vì chính xác ở đây là ẩn dụ, thưa quý vị, tức là nói một cách ví von, không có thể nào mà đếm cua trong lỗ rồi cho này không đúng cái kia. Cái này người ta nói trong một cái số đông, thưa quý vị. Thì nói về vấn đề y tế thì cơ quan y tế hàng đầu thế giới, WHO, báo chí hàng đầu thế giới, họ cũng đã đưa tin rồi, thưa quý vị. CNN cũng đã đưa tin rồi, tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội cũng đã đưa tin rồi, thưa quý vị. Chính quyền ông Donald Trump cũng đã đưa tin rồi. Việt Nam là một trong những quốc gia chống dịch COVID thuộc loại tốt hàng đầu thế giới, thưa quý vị. Cho nên rằng nếu mà so sánh giữa điều kiện sống ở Mỹ mà sống trong một cái vùng dịch rồi mình bị thất nghiệp chẳng hạn như vậy, không có công ăn việc làm, với lại một cuộc sống ở Việt Nam không bị dịch mà đời sống chi phí thấp, thì nhiều người họ sẵn sàng họ lựa chọn về Việt Nam sống 6 tháng, thưa quý vị, không thành vấn đề. Tôi không nói là sống dài lâu, nhưng mà sống vài ba tháng không thành vấn đề. Tôi biết có những người làm neo, thưa quý vị, là mỗi năm 3 tháng họ ở Việt Nam, ở vùng chúng tôi 3 tháng ở Việt Nam, 4 tháng ở Việt Nam, tháng 12 cho tới tháng 3 ở bên Hoa Kỳ này, trời nó quá lạnh, không có ai đi làm neo hết. Người thợ neo lũ lượt đi về Việt Nam sống 3 tháng, 4 tháng rồi mới quay trở lại làm, cũng bình thường như thưa quý vị. Cái đó là bình thường, tại vì họ sống ở Hoa Kỳ 3 tháng, 4 tháng mà tiệm neo không có khách, trời thì đông tuyết giá, thưa quý vị, không có khách, trời quá lạnh, tuyết giá xuống không ai đi hết, mà bây giờ đi làm neo cái gì, thưa quý vị. Cho nên tôi phải nói thẳng như vậy, là có những người thợ neo ngay vùng chúng tôi đây, vùng thủ đô Washington DC, tôi nói cho rõ luôn, họ đi về Việt Nam họ nói hẹn gặp anh Thiên năm tới nha, em đi tới tháng 3, tháng 4 em mới quay về đó, anh có muốn nhắn gì không, anh có muốn nhờ gì không. Bình thường đối với mày sống 3 4 tháng ở Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là cái câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc là đúng cho những người như vậy, những người mà họ có điều kiện đi về Việt Nam, họ có khả năng sinh sống ở Việt Nam, chứ còn không thể nào đúng hết. Chắc chắn là những cái câu đó nó không có áp dụng hết cho toàn dân nước Mỹ này, cũng không có áp dụng cho toàn cả cộng đồng này. Đó là một cái diễn dịch mà gọi là 100% đúng, thì tôi nghĩ là diễn dịch sai, ông chỉ nói cho một số thành phần nào đó, thưa quý vị.
một số thành phần mà có khả năng sống ở Việt Nam. Chứ còn những người đã định cư ở đây, đã sống lâu dài ở đây thì họ không có nhu cầu gì đi về Việt Nam để sống hết. Thì cái, đó là không thuộc cái dạng mà để mà đưa vào trong cái vòng mà gọi là có thể đi về Việt Nam để sống. Nhưng mà có những người họ đi qua đi lại, họ có khả năng, gia đình thân nhân vẫn còn ở Việt Nam, thì cái câu ông Nguyễn Xuân Phúc xin lỗi nó bình thường thôi quý vị. Nếu là họ sống ở Việt Nam cũng như sống ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở Mỹ không sao hết. Cái câu phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc đấy, thì tôi mới đầu nghe người ta nói tôi không nghĩ đó là một cái lời phát biểu của một ông thủ tướng. Bởi vì đã ở trong cái thành phần lãnh đạo một quốc gia đó, lời nói người ta nói ra là phải cân nhắc ghê lắm. Mặc dù là cái cuộc họp nội bộ hay là cuộc họp gì cũng thế, mà ông Phúc nói cái câu này thì ông làm xấu hổ cả một cái chế độ, cả cái dân tộc. Bởi vì ông là lãnh đạo của cả một quốc gia mà, ông là người thay mặt cho chính quyền mà. Thành ra cái lời nói này nó không phải là một cái lời nói đùa. Khi mà một phóng viên nào đó mà anh chàng này, tôi nghĩ rằng cũng là vô ý thức, là nếu mà là một phóng viên thực thụ đấy của báo đảng nữa, thì lại càng không thể nào đưa cái câu này lên trên mặt báo được, mà để rồi lan truyền tất cả mạng xã hội, rồi cho cả thế giới người ta nghe và rồi người ta cười như thế này, thì nó đau thật, đau lắm. Là bởi vì ông Phúc cũng không nhìn ra cái sự thật hay sao? Cái GDP của đầu người nước Mỹ nó là bao nhiêu? Phải không? 60 mấy nghìn một đầu người. Mà GDP của Việt Nam chỉ có 2.700. Thế thì bây giờ giữa một cái đời sống chênh lệch, cái mức sống cao thấp đến như vậy, thì người nào dám bỏ coi như vậy 60 mấy nghìn đô một năm để mà đi về, rồi coi như về hưởng cái 2.700 đô theo đầu người một năm. Cái đời sống nó chênh lệch quá đi. Và ông Phúc quên một cái điều rằng hiện nay vẫn còn bao nhiêu người cứ như vậy là chuẩn bị, cứ như vậy làm giấy tờ rồi phải bỏ tiền ra để tìm cách được đi lao động ở nước ngoài. Nếu mà một quốc gia mà đầy đủ quá, không, giàu có quá, thì không ai người ta nghĩ đến cái chuyện phải đi làm việc ở một quốc gia khác. Không? Trừ khi người ta đi làm việc với tính cách rằng đi giúp về mặt kỹ thuật hoặc là đi vì vấn đề nhân đạo, thì người ta sẽ đi làm và đi ở tại cái quốc gia đó một thời gian để mà làm cho nó phù hợp với cái nguyện vọng và cái tinh thần nhân đạo của người ta. Chứ còn như người Việt Nam bây giờ thì nói gì thì nói, cứ nhìn vào cái con số mà ở tại cái Đại sứ quán Hoa Kỳ, cái số người mà xin coi như vậy đến cư trú ở nước Mỹ, nó rất là nhiều. Và theo tôi được biết đó, thì đến 7 năm nữa thì mới đến cái lá đơn mà mới nhất. Tức là cái trường hợp này là nó không thể xảy ra được. Làm gì có cái chuyện cái cột điện ở Mỹ mà nó biết đi rồi nó cũng về Việt Nam. Ông Phúc cũng muốn dùng một cái câu mỉa mai người ta, cuối cùng ra thì hóa ra gậy ông lại đập vào lưng ông. Nhất ngôn ký xuất, tư mã nan truy. Nói một cái câu như thế thì đúng là trò cười. Tôi cứ ngẫm đi nghĩ lại, tôi nói ủa sao ông bạn mình ông nói mình như thế. Thì bởi vì tôi ít coi tin ở trong nước lắm, đến cuối cùng mình đi tìm thì đâu có thấy đâu. Rồi thì sau đó thì người ta mới bảo rằng đầu tiên là nó nằm ở trên cái Việt Express rồi Việt Nam Net, bây giờ các ông ấy xóa hết, các ông lệnh cho xóa hết rồi. Nhưng mà xóa thế nào được khi mà anh đã đưa lên trên cái liên mạng, cái social media, cái báo mạng thì chỉ trong một cái thời gian rất ngắn là người ta đã lưu lại hết rồi. Thành ra ông Phúc quên mất và ông cứ nói và nói bừa như thế thôi. Mà theo tôi thì đây cũng là cái điểm mà chắc ông Phúc kỳ này thì ông về vườn. Bởi vì một cán bộ lãnh đạo mà như thế thì, ông thủ tướng mà như thế thì ông nên về vườn đi cho dân Việt Nam bớt xấu hổ. Thấy không? Ông ấy nói cái cách nói như vậy, ông quên rằng cái 39 cái xác đông lạnh ở trong xe đông lạnh đó mang về Việt Nam, không biết rằng những cái người mà gia đình của họ đã có trả lại cái tiền vận chuyển về Việt Nam cho nhà nước hay chưa. À, ông Phúc cũng đừng quên những cái chuyện như vậy. Một cái quốc gia mà người ta liều mạng đến như thế. Bây giờ mình không nói đến chuyện xa quá, chuyện quá khứ thì không nói rồi.
1975, 78, 79 thì cái đó nó trở thành một cái trào lưu thuyền nhân ở Biển Đông. Cái đó người ta không bao giờ quên được. Thế bây giờ cái mà cái sự kiện mới nhất, nóng bỏng nhất mà rộng vào mặt người ta đấy, mà ai cũng biết hết cả đấy, mà cả thế giới người ta cũng biết, biết một cách coi như vậy là, và rồi Pháp nó mới xử đó. Pháp nó mới xử bao nhiêu người vì cái tội coi như vậy là xuất khẩu người nhập lậu đó. Và bằng xe đông lạnh mà để chết 39 người Việt Việt Nam đó. Thì ông Phúc ông còn nhớ không? Thế thì bây giờ đó là cái lời mà chúng tôi muốn nói đó là quý vị không nên châm chọc những cái người ở hải ngoại làm gì. Chúng tôi thừa điều kiện để châm chọc quý vị và chúng tôi thừa điều kiện để nói lên những cái sự thật mà quý vị sẽ không ăn không ngủ được. Và quý vị sẽ uất ức đến nỗi rằng người nào mà nói ra câu đó thì quý vị có thể đặt một cái danh sách đen để mà rồi không cho về Việt Nam là cái gì đó. Thì cái chuyện đó tôi thấy nó tầm thường lắm. Nhưng mà tôi không muốn nói nữa. Như là sao? Đừng nên châm chọc những cái người ở hải ngoại. Cái đời sống của người ở Mỹ này nó cao quá đi, phải không? Và chẳng ai coi như vậy làm cái chuyện như quý vị nghĩ cả. Thế nhá, quý vị cứ nghĩ những cái chuyện bậy bạ như thế. Đây là cái bài học không phải gì ông Phúc đâu, mà rất nhiều người, rất nhiều coi như vậy dư luận viên Hồng Vệ Binh lên nói năng là hỗn láo ở trên cái diễn đàn, nào là nước Mỹ đói khổ, nào là thế này thế kia. Nước Mỹ thế nào đi chăng nữa thì nước Mỹ cũng vẫn là số 1 thế giới, đúng không? Với một cái GDP một năm của Mỹ là 19.900 mấy chục billion, tỷ billion, thì có tỷ thì có quý vị hiểu rằng cái nước Mỹ nó hùng mạnh đến cỡ như thế nào, và cái nền y tế của Mỹ nó lớn đến như thế nào. Thế còn cái vấn đề mà quý vị nói rằng vì cái đại kịch, tôi nói đại kịch nhá, không phải là đại dịch đâu, đây là một cái đại kịch thôi, COVID-19, bởi vì nó là một cái thứ mà úng mùa mà bị chính trị hóa, rồi quý vị cho là nước Mỹ toang và nước Mỹ chết nhiều, không phải vậy đâu. Nước Mỹ chết nhiều là vì cái tử suất của nước Mỹ nó hàng tháng nó phải đến gần 300.000 người. Thành ra cái việc chính trị hóa nó làm cho cái vấn đề mà cái dịch đó nó trở thành cái đại kịch. Một cái màn kịch ghê gớm lắm. Thế còn cái việc mà coi như vậy biểu tình ở Mỹ thì biểu tình nếu mà có đập phá chăng nữa thì quý vị phải hiểu rằng nó chỉ là ở trên một vài cái đường phố của một vài cái thành phố mà thôi. Nước Mỹ lớn đến như thế nào? Và cái sự đập phá đó nó chỉ là cái cơn nóng giận nhất thời của một cái số tổ chức. Họ nhân cơ hội gần đến ngày bầu cử, họ tìm cách phá Tổng thống Trump và nó diễn ra như vậy. Chứ mọi chuyện nó vẫn an bình và không đâu an ninh như nước Mỹ cả. Thành ra cái câu nói của ông Phúc đó, tôi nghĩ rằng bây giờ nó lỡ lắm rồi. Không thể nào mà gỡ gạc lại được. Thì thôi, quý vị đành phải chịu cái búa rìu dư luận này và đừng chống chế làm gì. Một thời gian nữa thì cái chàng cười này nó cũng đi qua. Đó là, nhưng mà nó đọng lại đấy. Cái câu đó nó trở thành cái sú ngôn. Một sú ngôn bất hủ. Thì mấy hôm nay ở trên mạng cũng xôn xao về cái câu phát biểu về cái trụ điện. Nói trụ điện là dễ hiểu nhất ha, cái trụ điện biết đi đi. Thì theo anh á, thì anh thấy vấn đề là như vậy, là đây là trong cái này cũng là một cái hiện tượng lạ đó. Thường thường á, để ý đi, các cái vị lãnh đạo Việt Nam á, lúc mà phát biểu rất là cẩn thận. Nhưng mà hôm nay á, anh thấy ông Phúc đưa ra một cái câu là nếu mà trụ điện ở Mỹ mà biết đi á, thì quay về Việt Nam thì sẽ đi về Việt Nam. Thì anh thấy cũng hơi lạ, thường thường mấy vị lãnh đạo Việt Nam rất là cẩn thận trong cái phát ngôn. Nhưng mà điều này nó nói lên cái điều gì? Anh cũng thấy nó cũng hay đó. Là Thủ tướng cũng có cái tự tin, cũng có cái tự tin đã biết gà khịa rồi đó, cũng hay. Tại sao ông ấy tin? Nó có cơ sở. Thì ở đây là cái vấn đề là trong cái buổi họp của chính phủ về cái tình hình kinh tế sau dịch, thì họ cũng đúc kết lại, thì nói chung là đến giờ phút này thì cái chống Covid là đến giờ phút này thì coi như tương đối đã thành công, là một trong những nước đầu tiên thành công ở trên thế giới. Thứ hai nữa là cái kinh tế thì vẫn phát triển, tuy là nó không đạt được cái mục đích yêu cầu là 7 chấm trên 7 chấm, nhưng mà cũng nghe báo cáo là cũng gần 4 chấm, thì cái đó cũng là một cái thành quả. Trong khi mà các nước khác thì vẫn loay hoay trong dịch bệnh mà hầu như là bị âm hết, mà Việt Nam thì đạt được như vậy là cũng
cũng khá là tự tin. Thì trong cái lúc, có đôi lúc là trong cái hưng phấn quá, rồi thủ tướng có thể tự tin là nói những cái câu có tính cà khịa, thì em thấy nó cũng vui. Mà lần đầu tiên có một cái vị mà lãnh đạo Việt Nam mà phát biểu một câu có cái tính cà khịa vậy, thì em thấy là cái đó phát xuất lên một cái sự tự tin của ông thủ tướng qua, thì mình thấy cũng tốt thôi. Người ta làm được, người ta làm được thì người ta phải có cái phấn chấn, người ta tự tin chứ, phải không? Thì có thể là cái câu nói đó thì nó cũng hơi đời thường quá, nó cũng là, thì mình thấy nó cũng không có cái gì mà quá đáng, cũng có gì quá đáng. Mà nếu mà so với các vị lãnh đạo của các quốc gia thì cái chuyện mà lúc hưng phấn thì nói hơi lố chút thì là cũng là bình thường. Ví dụ như ở Mỹ này ông Trump, cái chuyện lố là cái chuyện bình thường, không có vấn đề gì. Thì mình thấy qua cái chuyện mà bây giờ nói về trụ điện ở Mỹ, mà về trụ điện ở Việt Nam qua Mỹ thì đương nhiên rồi, những cái thập niên nó quá cổ, trụ điện cỡ nào cũng đi hết. Còn bây giờ nói về trụ điện ở Mỹ mà về Việt Nam á, theo anh á, thì nếu mà tính trong cái giai đoạn này á, thì cũng đúng, không có gì sai. Các nước đang lây hoay với dịch bệnh, rồi riêng nước Mỹ thì bất ổn về chính trị. Thì em thấy nếu mà có điều kiện, anh nói những người có điều kiện, thì những cái trụ điện á, thì nó cũng nhiều loại trụ điện lắm, cao thế nè, trung thế và hạ thế. Đó, nên mình phải nhìn cho kỹ cái vấn đề này. Tất nhiên là cái nhu cầu về Việt Nam có, nhưng mà nó phải ở cái trung thế mới về được. Tất nhiên là những người có cái thoải mái về tài chính, hoặc là họ mới nghĩ thôi, trong lúc này ở Mỹ dịch bệnh đang ấy, có thể là về Việt Nam nghỉ ngơi chơi du lịch thì cũng là một nhu cầu rồi. Những sinh viên rồi những người đi du lịch thì theo báo cáo thì cũng cả chục ngàn người đang xin về, thì cái vấn đề đó là nó cũng đúng thôi. Nói về Việt Nam bây giờ là cái điểm đến an toàn nhất mà, mình phải công nhận điều đó. Thì nếu mà có điều kiện những cái trụ điện mà cỡ trung thế có tiền thì cũng nên về chứ, nên đi chơi, coi như đi chơi nghỉ ngơi, rồi khi nào mà nước Mỹ yên ổn thì về, thì cỡ trung thế mới được chứ, còn hạ thế thì tiền đâu đấy, hạ thế là bó tay. Thì cũng nói chút cho nó vui một tí mà. Thì anh thấy cái phát biểu của ông Phúc đó, thì anh chúc mừng thủ tướng đã có cái tự tin, đã có cái tự tin trong vấn đề này. Thì tại sao họ tự tin? Tại vì họ đang làm được, chứ họ thật ra họ đâu có nổ đâu, cái đó là sự thật như vậy thôi. Thì ai cũng công nhận rồi, lúc đầu thì cái bán tin bán nghi, nhưng mà bây giờ rõ ràng hết rồi, thì nghi ngờ gì nữa. Mình cũng mừng cho cái đất nước mình nó yên ổn, thì em biết rồi, bây giờ cái nhìn đi nhìn lại thấy Việt Nam rất là ok, yên ổn như vậy là vui rồi. Thì tôi thấy cái này cũng là một cái điểm son của cái tinh thần tự do mà phát biểu chính kiến á. Thì ít lâu nay ít bao giờ mà có những cái vị lãnh đạo Việt Nam mà nói chuyện mà mang cái lối mà trào phúng mà hài hước như vậy. Thì tôi thấy đây là cũng là một cái bước mở đầu cho cái phong trào mà tự do ngôn luận. Đó, thủ tướng đã nói được rồi mà, thủ tướng vẫn hài hước, vẫn có những cái câu mà nó mang cái tính dân gian, và nó có cái gì đó là rất là thoải mái, không có khuôn khổ. Thì đây tôi thấy nó cũng là một cái điều một cái điều mà mình đáng ghi nhận. Và tôi tin là từ từ thì ở Việt Nam thì những cái phát biểu rồi nhỏ nó được thoải mái hơn, nó không có bị cái sự gò bó mà trong một cái khuôn phép. Còn mình nói về cái ý của ông Phúc, ông nói là trong cái hoàn cảnh lúc này thôi, chứ không có bao quát mà nếu mà mình đem so sánh mà những người đang ở Mỹ mà bỏ Mỹ về Việt Nam á, thì nó cũng không phải là phổ biến đâu. Nói chung là những người có điều kiện, phải có điều kiện. Như vậy, những cái lần trước mà anh có chia sẻ trên của em về cái vấn đề người Việt ở nên ở hay nên về, thì anh nói cái vấn đề là phải có điều kiện, phải có sự chuẩn bị. Thì bây giờ em thấy rõ ràng cái chính sách của Việt Nam họ cũng rất là cởi mở, sẵn sàng cho thì qua đây sẵn luôn tiện thì qua đây anh cũng trả lời cho khán giả những cái vấn đề mà những cái clip chia sẻ của anh không ngờ nó cái phản hồi nó quá chừng. Rồi có những người họ cũng thắc mắc, họ hỏi những cái mà anh thấy đúng là có nhiều người Việt ở bên đây họ rất là thiếu thông tin, có nhiều vị ở xa lắm.
hỏi anh chứ anh Phong ơi, bây giờ nếu mà tôi về Việt Nam tôi retire thì mỗi tháng tôi, rồi tiền retire làm sao, tiền retire tôi phải về Việt Nam ha, à, tôi lấy hay anh đó. Tất nhiên họ họ rất thiếu thông tin, họ cứ làm như họ ở Việt Nam nó giống như cái thời họ mới ra đi vậy, không có ngân hàng đó. Anh cũng trả lời sơ sơ họ hiểu, thì nhân đây gì cái câu mà họ hỏi nhiều nhất là như vậy. Họ hỏi nhiều nhất là bây giờ nếu mà tôi là người Mỹ, tôi quốc tịch Mỹ, làm sao mà tôi về Việt Nam là tôi có thể mua bảo hiểm này nọ. Cái ý kiến đó là rất là đúng, tại vì bữa trước không có thời gian, không chuẩn bị. Thì bây giờ theo anh biết á, thì theo tôi biết á, thì ở Việt Nam bây giờ cái vấn đề mà lấy lại quốc tịch Việt Nam rất là dễ. Những cái người quen của tôi họ về Việt Nam họ làm ăn, họ mua bán bất động sản rồi đó, tôi nói chuyện với họ, họ nói họ lấy lại rất là đơn giản. Chính phủ sẵn sàng cho họ lấy lại quốc tịch. Thì khi đã lấy lại quốc tịch rồi á, thì họ như người Việt trong nước, họ có thể đứng tên bất động sản, họ làm bất cứ việc gì. Thậm chí anh Lân có hai cái clip mà anh Lân phỏng vấn hai cái bác gì trung tá thiếu tá gì đó đó, họ về họ vẫn lấy lại quốc tịch, rồi họ vẫn có tiền già, rồi 70 tuổi thì được free bảo hiểm, họ vẫn có những cái chế độ như những người Việt ở trong nước. Còn nếu mà người nước ngoài thì tất nhiên là họ phải chịu cái giá của người nước ngoài chứ làm sao sang bằng được. Ý tôi nó muốn nói đây là cái chuyện mà mình phục hồi lại quốc tịch nó khá là đơn giản. Tại vì bây giờ cái chính phủ Việt Nam họ công nhận hai quốc tịch rồi, chứ không cần gì phải bỏ quốc tịch Mỹ xong tịch. Thì bây giờ cái chuyện đó nó dễ dàng. Tôi hỏi thăm qua thì mấy người bạn tôi đã về á, họ nói lại là đơn giản lắm, làm cái thủ tục cũng khá là đơn giản, họ sẵn sàng, không có gì hết. Thì cái câu đó là người ta hỏi tôi nhiều nhất. Rồi cũng có nhiều cái vấn đề mà về họ chưa hiểu nhiều lắm. Thì cái cuối cùng là bây giờ tôi nói là thì bây giờ nếu mà mình muốn làm một cái gì đó thì tìm hiểu kỹ và nên thử đi đó. Thì cái đó là mà cái chuyện mà lâu dài, chứ còn riêng và cái bữa cái chuyện, câu chuyện hôm nay mình muốn nói là cái vấn đề mà cái phát biểu của Thủ tướng Phúc á, thì tôi thấy nó cũng hơi lạ đối với một cái vị lãnh đạo của một vị lãnh đạo ở Việt Nam mà phát biểu như Thủ tướng Phúc á, thì tôi thấy nó cũng mới mẻ đó, mà nó có cái tính là hài hước. Thì tôi thấy điều rất là tốt, chúc mừng cho Thủ tướng Phúc. Thì qua cái này thì tôi thấy hoàn toàn chính xác trong giai đoạn này, hoàn toàn chính xác. Việt Nam rất là yên ổn về bệnh dịch, không có lo. Rồi ok, cái vấn đề không có, trong khi lây hoay anh thấy không, tất cả các châu Âu các nước vẫn là bệnh dịch tràn lan. Rồi bây giờ qua cái biểu tình ở nước Mỹ này, anh thấy cái số lượng mấy ngày nay cái bệnh dịch nó tăng lên đột ngột là không biết bao giờ hết. Thì bây giờ nếu mà những cái trụ điện mà trung thế thì có thể tính cho mình với anh, mình có tiền mình lo cho bản thân mình chứ, về bển nghỉ ngơi chơi bời ok thoải mái, chờ cho nước Mỹ yên ổn rồi mình về lại. Tại vì mà thật ra là mình có hai cái quê hương mà, tại sao mình không tận dụng hai cái quê hương của mình.